Let's have some fun in Minecraft. Oh, let's have some fun in Minecraft. Come on, let's go. Let's have some fun in Minecraft. Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Và mình là Jenny. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái nhà kia nha. Đã đi đến đây rồi. Thì tập trước thì mình đã đào được một số mấy cái này. Bây giờ mình sẽ tính tiếp. Từ mình sẽ xây hết đầy đủ sau. Còn giờ mình làm thế nào nhờ? Lâu mình hay bật game lên nữa lại lắc như vậy. Không, đậu hũ nó. Ờ, quên, cái kia của mình bị hư rồi, mình đành phải. Cái này mình sắp đi luôn rồi. Ây da. Bên này với mình cũng là nên là một cái cầu thang luôn. Lòng bị lật qua bên. Nói chung bên đây cũng chả để làm gì đâu. Bên đây để tí hồi để mấy cái chậu hoa vô thôi. Ok, mình sẽ lên chơi mình lần trước. Mình cũng vừa đeo một cái tester pad về. Nhìn cũng không đẹp lắm đâu. Nhưng mà cái này là nó thuộc dạng là HD của tự nhiên là nó làm rõ thêm cái của Minecraft này. Nhìn nó bự bự thế nào ấy. Nếu các bạn thích cái tờ bát này thì mình sẽ theo. Còn bây giờ giờ thấy mình thích cái kia hơn. Cái kia nhìn nó đơn giản hơn. Nhìn khá là khó chịu với mấy cái nước. Ok. Mình có đủ trò đây chứ mà thôi. Ok, mình thích nước thế này hơn. Rồi cái đó nó sẽ tự đẹp. Có gì đây nhỉ? Cái nãy mình lên làm thêm một cái tiện lắc. Chỗ view trên này nữa. Mình xây thì chả có ai khen mình xây đẹp cả. Nhưng mình vẫn cứ thể hiện. Thể hiện. Thích xây lên thêm một tầng nữa với chỗ này cây cối quá. Chả thấy vẹo gì. Sao mình cứ đeo cái gì về là nó lắc phải lồng nhỉ. Thế xuống luôn, chả hiểu lắc vì cái gì nữa. Mình đang kéo cái mấy cái driver về. Ui. Chú Quỳnh mình hình như là thiếu driver. Phở. Trên đây thì mình sẽ làm cái gì? Trên đây nên làm cái gì nhỉ? Ý ạ. Mình không thích nó quá nhỏ nha. Phải làm thêm một tầng nữa mới được. Trước tiên phải quyết định mình phải làm cái gì đã. Ok. Ơi. Chờ tính sau rồi.
Build được đấy. Ở tổ bà rồi, cái này hết rồi. Ở đây 64 này. Chỗ này tối chắc chắn sẽ có zombie để mình sẽ làm sáng nó lên trước. Mình cứ xây trước đã rồi mình sẽ đặt mấy cái glow cái gì đá phát sáng gì đó sau. Làm sao sẽ lên tầng trên đây. Sỏi hả? Có lẽ mình thực sự là nên chú chín rồi. Cần grab một cái kia. Chờ mình tí nha. Nhiều hơn đấy. À, vô còn đầy thịt ở nhà. Ok, ăn được rồi. Trời ơi, nửa cục hả? Về mấy cái gọi là mấy cái máy thu hoạch thì mình không thích lắm, bởi vì mình thích nó chạy đi thu hoạch từng cái hơn, nó có gọi là có tí ý nghĩa hơn tí. Rồi. Ok. Chứ nhấn phát đi thu hoạch hết thì thôi cũng chả còn ý nghĩa nữa. Mấy cái này thì chưa cần thiết nên thôi. Nhắc lại là nếu bạn thích về thế giới của mình chơi vòng vòng thì mình có để cái sale, phần sale của mình ở phía dưới nha các bạn. Thích thì cứ vô mà khá tung lên. À trời ơi. Thế cũng được đống bánh mì rồi. Chỉ sắp tối rồi phải. Mình còn chưa làm được cái gì. Ơi. Kiếm mình cũng sắp đi rồi. Sẽ cột ra một số mấy cái bàn luôn. Đất thì thôi lấy làm cái vẹo đi. Lấy cả cái này ra. Ok, đây thứ chúng ta cần. Còn đâu rồi, cục than đâu rồi? Lâu lâu ngớ ngẩn phải là. Ok, giờ mình sẽ ngủ. Thức ăn chứ quên. Không để thức ăn mình đi tư hết rồi. Được rồi, trời ơi. À đây, trời ơi, biết tết. Đây màu đỏ hả? Màu đỏ có làm cho cái nền nhà đẹp hơn không ta? Cứ đưa hết đi để thử nha. À quên, bạc. Mình sẽ craft một cái đó gọi là cái gì, giống như cái bồn đựng nước gì đó. Bạc đâu rồi? Mình sẽ bỏ bớt
Xương thì vô. Cái này cần để chế thuốc nè các bạn. Ok. Quăng lại đi. Lấy gỗ ra, đi hồi đi ép crab. Đây. Ở phần description thì mình cũng để trang web gì trang của mình, nhớ vô nhấn like nhé nếu bạn thích. Trang đó đây rồi. Mình view cái này ở dưới, xây đó ở dưới ở trên nhỉ, nhìn khá là khó chịu khi bước vào. Không, không sao, không sao đâu. Ô, vãi lòng. Vậy cũng được. Một cái bàn Grab thì thế nào? Ra đi, ra đi, bể đi. Ok. Ở đây, đây sẽ là một cái bàn Grab nha. Này sỏi hả? Kia đá cái này ép được thành cái kia không ta? Fuck. Có lẽ chỉ có đá kia. Thôi chúng mình sẽ tính sau cái đó vậy. Sẽ quên. Quá gì vậy trời. Tắt cái quạt phát mà. Hết lắc chưa? Đây rồi. Chờ xin lại nhá, chờ xin lại nhá, rồi full luôn. Chọn vãi lờ ra. Sẽ bỏ bớt mấy cái lúa mì vô trong lấy làm cái gì? Ây da, fuck. Đây. Để xin lại đi. Ok, cái thế giới của mình cũng khá khá khó. Nhìn ở ngoài vào chứ cũng chả ra cái gì đâu. Trời ơi, sao mình chọn đường này mà đi trời. Cho vô cái coi. Cho vô cái coi. Rồi. Anh mời thím đứng vào chỗ. Đây nữa. Rồi đó, chọn rồi đó. Bên này thì đặt một cái rương. Đúng không ta? Đúng rồi. Hai cái rương đi. Ok. Đó, chuyện này thử chúng ta sẽ để em đó. Rồi. Trên tiếp nào. Ok chưa? Tính làm cái gì nhỉ? Sàn nhà màu đỏ à? Nhìn nó sẽ như thế nào nhỉ? Vậy sàn nhà nó sẽ rất là bựa đấy. Mình thích như thế. Quá. Công trình của mình thì xây rất là lâu. Chả hiểu. Mình thích xây mấy cái nhà lớn lớn. Tuy là không đẹp nhưng mà mình thích như thế. Lại mình đào cái này lên thôi cũng để tiết kiệm cái này tí. Tuy mình còn khá là nhiều nhưng mà
mình cũng không để mấy cái sẽ để mấy cái tấm len này thừa được em đấy. Ấy gì vậy? Ồ, sao mình đào không đó nhỉ? Phí quá. À, nhìn bựa vậy. Cái độ bựa mình phải lồng đập phát hết luôn à, cái độ bựa mình lên tới đỉnh cao luôn rồi. Bạn vãi, chỗ này mình chưa biết nên để cái gì trên đây đâu. Đây mà lock stone, ok. À, mình sẽ tiếp tục làm cái này. Muốn một cái lan can toàn diện luôn đi. Rồi lòng thôi, đeo gần xong rồi. À, không hiểu. Phải lòng thật. Không biết có lý do nào không tê. Giống như hình cái mặt người vậy. Cái lỗ mũi này bự nè. Không biết phải leo lên như thế nào đây. Đâu lố ở đâu đúng không? Ra mình coi phát đã. Lâu lâu cũng bị như vậy. Mãi mình kéo nổi cái game này mà sao dư xăng mà. Đấy, đậu hũ nó. Kéo xong rồi biến. Thôi, kéo về được rồi. Đỡ quá. Đỡ phải lồng ra. Holy fuck. Mình sẽ lắp mấy cái chỗ đó sau. Giờ tính cái... Rồi. Vãi cây cao thế à? Ồ. Được đấy, được đấy. Thích cái nhà cây không? Mình sẽ làm. Sáng lên, sáng lên phát coi, sáng lên phát nữa. Sẽ ra cái gì nhỉ? Sẽ dẹp luôn cái cây ở trước này đi, nó che mất cái tầm nhìn mặt trời của mình. Bật quạt lên là có cái tiếng nó xuất hiện nhỉ.
Ok, bây giờ đến lúc lắp cái kia lại đấy. Trời, mình lại không mang glowstone theo. Ok, đối xứng luôn. Cái đây. Như là chạy về lấy vậy. Không ta, phải để nhà không ta. Nhớ mình đào hơi bị ít cái đó nên... cái sàn nhà mình hơi nhìn hơi bị kỳ quặc, có lẽ mình sẽ thay bằng gỗ sồi vậy. Glowstone nó hết rồi. Ok, mình sẽ làm nhanh cái này rồi kết thúc chat thôi, kết thúc game này ở đây thôi. Mình cũng muốn coi qua cái farm gà mình thế nào, chỗ farm trứng mình thế nào. Ê ê, đóng lại gọi kệ cha đi. Ôi gần full rồi này. Sẽ cầm trứng đi ném. Hay gặp bị à đó. À, bố đang tính nói. Cho nên treo một cái chăn gì à, một cái gọi là khung vật phẩm ở đó đấy ha. Vậy sẽ chỗ đấy rồi đặt xong, đặt mấy cái item vô. Nó sẽ quắc như cái đền thờ. Thử để mình nghĩ coi. Gạch. Thôi mình thì mình cứ để như vậy. Quái nào nó lại ra này. Hay là vậy là hay hơn ta. Glowstone đây. Đây. Hơn không? Hình như con kia thấy mình rồi. Ra đây cái đền thờ của tao. Rồi chỗ đó mình sẽ đặt một cái kính.
Kệ. Đây hả? Ok. Chưa. À, bữa. Ba cái. Để xin lại đi. Sao mình không đặt cái cổng Nidor ở đó nhỉ? Chán thật. Trên này thì mình cũng chả biết nên đặt gì, mình chỉ xây cho nó đẹp thôi. Thôi chép này quên lộn nhầm, coi chuyện hoài. Thì tập này mình sẽ kết thúc ở đây vậy. Thì mình sẽ cố gắng hoàn thành cái này ở trong tập sau nhé. Ok.